Hello mọi người, hôm gà dịch quá à. Anh em đi câu cá lên báo luôn, phạt người 8 triệu, nguy hiểm thật. Dịch chơi ở nhà đi lung tung làm gì. Cái này là hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái đồ hơi đặc biệt. Nó cũng có liên quan đến cái vấn đề câu cá nữa, nhưng mà trong dân câu cá thì chắc sẽ rành cái này. Đây là cái món quà mình mua cho vợ, nhưng mà mình thấy nó rất là hay và mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đồng thời mình cũng xin nói là mình có nhận order cái thiết bị này. Rồi, cái giá thì 2 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu mình cũng có thể order được. Đây, cho nên mình tặng quà, cho nên mình gói quà hơi kỹ ha. Mình nhờ cửa hàng gói giùm. Bọc vỏ thôi. Ok, để quăng bớt. Đây. Đây. Nasi C3000HG. Hãng Shimano. Đây là một cái hãng rất nổi tiếng. Đây là hãng của Nhật về thiết bị và cần câu cá. Mình đang ở bên Nhật, mình mua cái này mình sẽ gửi về cho cha vợ của mình bằng đường bưu điện, đường hàng không. Đây, Make in Malaysia. Rồi, ok, quay lại với clip. Xong. Rồi, mở hộp ra. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp ráp. Nói chung là rất là nhiều thứ ở trong này, bỏ qua bên này, nhiều lắm. Nói chung là các đại lý bảo hành của Shimano ở trong này nè, giấy này nó cả sắp luôn. Rồi, đây là hàng DC luôn, chưa gỡ ra luôn nha, để về cho mọi người coi cho chắc. Đây là những cái lông đền mà người ta gửi kèm theo. Đó, tiếng Nhật. Đây sản phẩm chính. Đây được gọi là cái máy, những người mà dân câu cá thì sẽ gọi đây là cái máy. Còn cái cần là mua riêng, cái cần là một cái gì đó mình sẽ gắn nó lên như nè. Cái cần nó tròn đúng không? Mình sẽ gắn cái máy lên vậy. Rồi sau đó mình nối dây vô và mình quay. Cái này nha. Rồi giờ trước khi đi vào công dụng thì hiện tại giờ cái này nó có thể cử động ra vào này ha. Là do mình chưa xiết cái con ốc bên này. Giờ mình xiết nó vô. Nó vào thì bên này nó sẽ cứng. Đó. Ok, nó hết ra giờ được rồi. Nè, nó quay. Một chiều thôi nhé, chiều ngược lại không được nha. Nè. Một chiều, chiều này không được nè. Ngược chiều. Cái này là ngược chiều kim đồng hồ thì được nè. Đây, ví dụ như kim đồng hồ đây. Ngược chiều kim đồng hồ thì được, nhưng mà ngược lại thì không được. Cái này đặc biệt một cái ha, ví dụ như bạn gỡ con ốc bên đây ha. Đây mình sẽ nới lỏng ha. Gỡ con ốc bên đây. Khi mình nới lỏng con ốc bên đây thì bên đây nó sẽ lỏng này ha. Và khi mình nới ra hết luôn thì mình có thể giật cái chốt này ra, sau đó mình hai cái này nè, mình đấu ngược lại bên đây, sau đó mình dặn cái con ốc này lại phía bên đây thì trở thành người thuận tay phải. Hiện tại bây giờ là máy nó đang để là thuận tay trái nha. Thuận tay trái, tức nghĩa là tay phải cầm cần và tay trái cầm máy, cầm cán quay. Rồi, đó, rất là mượt nha. Đó. Và tại sao mà anh em xài hàng câu cá thì anh em lại chuộng hàng Nhật? Tại vì sao? Thì thứ nhất ấy, là cái bộ răng ở trong này nè. Cái bộ bánh răng ở trong này nè, ở trong máy này nè. Hàng Nhật ấy, nó bằng sắt. Cái bộ nhông này nè, đó này nó bằng sắt chứ nó không phải bằng nhựa nha. Đó, cái bộ nhông ở bên trong cái máy này, cái bộ nhông mạng khớp đây nè, là nó bằng sắt. Nói bằng sắt như vậy á, nó câu được cái con cá rất là cái gọi là cái trọng lượng cá mình kéo á. Lúc mà mình kéo vậy nè, mình quay mình kéo, mình
đứng lại cái mình giật cần lên vậy nè, là nó không có bị tuôn răng. Nếu như mà đồ Trung Quốc á, đồ Trung Quốc á là răng của nó bằng nhựa, có cho dù nó là nhựa ABS đi chăng nữa thì nó cũng là nhựa và cái lực kéo nó không được tốt. Ví dụ như cái cần đó câu được 5kg đúng không, mà chỉ cần mình kéo con cá mà cỡ khoảng 4,5kg thôi là nó tuôn răng banh cái này liền. Mà một khi đã banh cái này rồi á, cái răng ở trong này nè, Việt Nam mình không có chế được là phải mua, quăng luôn mua. Vậy chi bằng anh em bỏ ra cái số tiền cao để mua cái sản phẩm mà nó hàng Nhật và cái răng ở trong này nè, nó là đồ chính hãng luôn thì nó tốt đúng không? Rồi ok, giờ mình đi qua cái món hàng nha. Do là mình không có đeo bao tay cho nên có khả năng là những cái phần inox này nè nó sẽ bám vào tay, anh em thông cảm ha, mình không chuyên nghiệp. Đây, trên cán này là có chữ Shimano. Shimano à. Cái này là bằng cao su nha. Đây, bằng cao su. Cái này là toàn bộ bằng kim loại hết, kim loại mạ. Nó sơn nữa nha. Rồi, đây, tem còn nguyên luôn, chưa bóc luôn ha. We remove this label nè. Đó, làm ơn tháo ra ra trước khi mà mình quấn vậy ha. Đây là mã CA3000 Shimano. Đây. Ok. Rồi đây là phía trước của nó nha, rất là đẹp. Nhìn rất là sắc sảo, hàng nào của nó rõ ràng. Mình nói thì không có câu cá cho nên mình không biết, nhưng mà về những cái kỹ thuật này nè thì mình nghiên cứu mình biết. Ok. Đây Malaysia. Đó, anh em coi sơ một lần sẽ thấy được cái độ hoàn thiện của cái này nó rất là đẹp. Dân chơi nhìn vào ông phát biết liền, dân nghiệp dư thì ai biết không biết cái này là cái gì. À, có cả mũi tên này kia đồ làm rất là tỉ tinh xảo. Đây cần rất là kiểu như là nè, cảm giác như rất là chắc, không phải như đồ bèo bèo hay là gì này. Ốc ít đồ không có sửa chữa gì hết nè, còn nguyên luôn, không tháo gì hết. Này quay lại cho anh em coi. Thật ra rụng vô mắc cười quá. Ở Việt Nam thì cha vợ của mình là có cái cần như vậy rồi. Nhưng mà cần để gắn ở phía trên này nè, thì anh em tưởng tượng như là có một cái cần gắn trên gì đây. Đó. Xong rồi anh em cầm vậy nè, tay cầm cần và tay cầm này quay. Giật nó vô, ví dụ như quay được mấy cái giật lên xong rồi đứng nè, đứng lại nè. Xong cái mình quay, mình giật lên cái mình quay. Quay, giật lên quay, chừng nào gãy cái cần thôi bỏ. Giữ cái máy lại. Đây, anh em nào muốn biết giá máy thì comment ở dưới cái video hoặc là gửi mail hoặc là vào cái link Facebook đó, rồi nhắn tin qua bên mình sẽ trả lời cho anh em giá, phí ship ngày giờ đến tận tay anh em luôn. Mình ship tận từ Nhật về, số lượng bao nhiêu cái mình cũng ship hết, yêu cầu anh em trả phí ship thôi. Trong vòng khoảng từ 3 đến 7 ngày sẽ có nhận hàng tại Việt Nam. Ok. Rồi, giờ mình đi sơ qua coi cái dáng vẻ đẹp đẽ xíu ha. À, còn cái lông đền này. Cái lông đền này là để sử dụng cho cái gì á thì mình chưa có tìm hiểu, tại vì mình cũng không có tháo cái máy này ra. Mình để lại cho nhiều khi mình cũng không rành á, nhiều tại vì cái chủng loại này nè là người ta nói là có thể tháo tay cầm ra để mà thay qua bên kia được. Nhưng mà lỡ tháo ra rồi nó bị rớt cái gì đó đi thì không biết. Mất công về mất đồ của cha mình. Rồi bây giờ mình tháo cái này ra thì
thì cái cọng này nó bắt đầu nó nhúc nhích lên nè để mà mình bỏ vô hộp. Ok. Bên này bỏ làm sao ta? Rồi, không làm được. Rồi, vào. Rồi, xong. Qua đây. Xong lại. Đây là chặt chân. À, ở đây cái cần này thì hồi nãy là quên nói là nó bao nhiêu ký đúng không? Cái cần này thì nó là đây 9 ký. Cái cần này là câu được con cá 9 ký nha. Cái lực kéo nè 9 ký. Tỷ số chuyền của hàng này là 6.2:1, tức nghĩa là một tay một vòng quay cái đây nó sẽ là 6.2 quay của cuốn dây. Rồi mấy cái này là cái gì thì mình không biết. Rồi đây 9 ký. Ngon lành cành đào ở Việt Nam đi câu cá tra 9 kg là quá dữ. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.